Bây giờ chưa? Chưa, hai lần. Trời mưa là sấy nè, nó phơi nè. Từ khi nắng quá mình sấy, nó sấy đi. Sấy khăn ok hơn. Phơi gì khăn nó hơi bị ái đúng không? Bữa nay cũng sấy rồi mà bị rồi. Trời nắng quá thì phơi. Tiết kiệm điện dài lòng. Ngày nay nóng mà. Ngày nay nóng lắm rồi. Chị ăn chưa? Hả? Ăn miếng cơm. Tí nữa, tí nữa. Chị ăn chút xíu thôi để cho nó khỏi đói thôi chứ. Nhà chị không ăn cơm chị cũng sợ mập. Hay chị ăn miếng cái nó còn miếng đồ ăn rau đồ gì đó ăn chung với Hà cho vui kìa. Chị xuống ăn đi. Bé qua chưa? Bé em chị qua chưa? Chưa. Chị đảm bảo nó ở đó đi cho người ta đi thì ta rước còn thôi tí cho nó tắc đi taxi qua thôi chứ có gì đâu. Cho địa chỉ ấy. À qua bên Trăm luôn hả? Ừ, họ mới không chạy tới chạy luôn. À qua khách sạn mới chưa? Rồi đi qua rồi. À, nhận phòng rồi rồi. Khách sạn đó là mấy đêm chị? 1.800.000. Cái này là resort hay là gì? À không, chị qua Golden Bay để gần gần xíu. À, Golden Bay hồi trước chị ở ấy, cái chỗ hồi trước chị ở em lên rồi đó. Lại thích ở đó à? Ừ, cho chiều tắm hồ bơi. Xíu nó rảnh chị có với chị. Chị có cái này chị em hay mà. Thì rảnh mà. Trời ơi, sướng chưa? Không rảnh cũng phải rảnh. Thay là bỏ đi ngày, hiểu chị nói không? Đúng rồi, chị em biết mà. Dạ. Chị nghĩa là cái này chị làm bụi vào trong vòng một tiếng là chị mộ ra, chị dành riêng cho em và cho cái môi trường ở trên này. Bả giống mà dung thì sao? Kiểu như là dung dung chị ha. À, kiểu như là lanh á. Sao ba bả là ngày trăm khách á. Mà làm tháng dư là và 100 triệu mình làm không bằng bà làm ráng. Mình làm do mình làm
bả là một người vô là phải triệu mấy rồi, mà mình vô người vô 100 đủ ra tiền nhân viên nữa. Nên là để chị sẽ làm cái kia và hướng theo rằng tại vì lượng khách mình có rồi. Bữa nữa chứ chị đi Sài Gòn. Đi dốc vài ngày về mà vừa đi chơi vừa đi học vừa đi lấy ái không trao đổi kinh nghiệm. Học viên của chị thời xưa đi. Mỗi đợt này em nặng bớt rồi, tự nặng chứ để là thôi, để là nặng no luôn. Cái này không có gì.